Em xin chào các bác, lại là em Hưng đây. Hôm nay em xin được phép giới thiệu cho các bác một em Vios E số sàn MT 1.5 các bác nhá. Xe với tông màu chủ đạo là màu trắng, nhìn rất đẹp và sạch sẽ đấy. Toàn bộ là 4 phanh đĩa, vành đúc, la răng tăm, rất là đẹp. Ở bác nào có nguyện vọng mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0564039999 và em xin tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc cũng như nhu cầu sang tên đổi chủ của các bác. Xe thì biển thành phố, nên các bác nào ở Hà Nội thì cũng không mất một phí tiền biển nào cả. Và những bác nào ở tỉnh thì hồ sơ gốc em đã cầm tay rồi, nên các bác chỉ việc về bấm biển ở mới thôi. Mọi chi tiết cụ thể thế nào thì em và các bác lại cùng đi từng phần của xe để đánh giá, cảm nhận về chất lượng xe các bác nhé. Và đây là phần đầu của xe. Rất nhiều các bác tài rất thích là mua xe dòng này tại vì cái form dáng nó rất khỏe khoắn và mạnh mẽ. Và đây là cụ thể thì cụm đèn pha của xe là toàn bộ là đèn halogen các bác nhá. Đèn halogen độ trong cực kỳ cao, chứng tỏ một điều là xe này đi đêm rất ít các bác ạ. Và km đi thì cũng là rất ít, hình như là có đâu đó trên 7 vạn một tí thôi các bác ạ. Đèn gầm đấy cũng còn khá là đẹp luôn, sáng trong. Form dáng là rất là đẹp. Xe biển thành phố, bên em nó rút hồ sơ rồi, nên thành ra là xe chưa có biển các bác nhá. Các bác chỉ về bấm biển mới thôi. Logo này Toyota nhìn rõ sáng nét, form dáng là cực kỳ khỏe khoắn. Xe được trang bị vành đúc, la răng tăm các bác nhá. Và lốp còn rất chi là mới các bác ạ, nên các bác đi là yên tâm là búng quả lốp rất mới, nên các bác là cứ yên tâm mà đi thôi. Má phanh được cực kỳ luôn, không mòn một tí nào cả. Má phanh còn rất dày các bác ạ, nên các bác yên tâm sử dụng trên đường. Cùng với đó là xe được trang bị toàn bộ là gương tích hợp sinh nhan, cùng cả cục mở gương điện nhá, chỉnh nóng điện. Và đã được gia chủ là lẹp cho ve che mưa, chống mưa khi mà kéo xuống là không bị hắt mưa vào bên trong các bác ạ. Nhìn rất chi là sạch sẽ, đẹp đẽ, ngăn nắp các bác ạ. Và đây là phần cốp của xe Vios E2017 các bác nhá. Số sàn khá là rộng rãi, là các bác nhìn xem này, không gian cực kỳ rộng luôn và rất sạch sẽ các bác nhá. Đấy, và gia chủ đã mua thêm được tấm lót nhựa này để tránh để các vật liệu có tính chảy nước, dò nước xuống sàn xe dưới nhá. Và phía dưới này thì cũng đa phần là chỗ để phụ tùng, lốp dự phòng và những vận dụng đi kèm theo đấy các bác nhá. Còn rất là đẹp, lốp rất đẹp luôn, cùng với cả là hai shop bên còn nguyên nhá, trang thiết bị đầy đủ để cho các bác xử lý những tình huống xảy ra khi mà mình bị dính về lốp trên đường. Cùng với đấy thì em sẽ cùng các bác đi chi tiết từng con ốc của lốp cốp này. Các bác nhìn này, đấy, ốc rất zin các bác nhá, rất zin nhá. Cùng với đây các bác này nhìn này, đường keo chỉ thì không hề mất phân nào, cũng như là lớp đỉ là cốp còn nguyên zin theo hãng sản xuất này. Và đây là con ốc bên này, thế là zin hết này. Đấy, thì em cam kết các bác là xe là đẹp quá, lốp zin hết. Và xe được trang bị thêm là cảm biến lùi. À, đây là cam lùi các bác nhá, cam lùi nhá. Xe trang bị cam lùi rất là đẹp. Toàn bộ đèn hậu của xe còn khá là mới, độ trong cực kỳ cao, nên các bác mua xe này rất là sướng, không hề phải đầu tư hoặc là thêm thắt cái gì cả, chỉ việc về sử dụng thôi các bác ạ. Và đây là cụm điều khiển tổng của xe nhá. Trên cái cửa lái bên chính thì các bác nhìn xem này, nút nét còn rất là sắc nét và không có tí bong trơn, chắc là tắp ly rất sạch sẽ. Và đây thì em sẽ cùng các bác đi nhìn rõ thêm là đây là cái tem của em Vios E2017 các bác nhá. Đây, sản xuất chuẩn 2017 này, cùng với cả phiên bản E này. Với hàng ghế lái thì đã có bơm ghế các bác nhá, có bơm ghế cùng cả gật gù lưng ghế. Và vị trí của nút mở xăng nằm đây các bạn, và mở cốp nằm đây. Đối chiếu lên trên một tí thì các bác sẽ nhìn thấy là nút mở lắp cabo nằm đây các bạn. Đây, chân côn, chân phanh và chân ga nằm trong các bác nhá. Đây là nút điều chỉnh gập gương với cả chỉnh lòng về gương bên trong các bác nhá. Không gian nội thất của hàng ghế trên này quá là phê,
ghế da xịn nên thành ra là các bác yên tâm để sử dụng thôi. Rất tuyệt vời luôn. Các bác nhìn này, tắp đồ tắp đi sạch sẽ. Màn Anoy cực kỳ to. Cùng với cả tất cả các tính năng điều hòa đang mở mát lạnh. Hộp số sàn 5 cấp với cả một cấp lùi là các bác nhá. Đây, phanh tay cùng với tỉ tay cực kỳ rộng các bác này. Vô lăng thì ba chấu này. Ốp đo đang đi hơn 7 vạn này, rất là tuyệt vời các bác. Đấy. Không gian nội thất thì sạch sẽ. Đấy, tông màu kem thì rất gì là bắt mắt và lịch lãm các bác. Rất tuyệt vời. Em cùng các bác đi tham quan hàng không gian, hàng ghế ngồi trên xe thì các bác nhìn thấy không? Maxi là thể hiện lô rất là đẹp và sạch sẽ, ngăn nắp luôn. Thiết kế của những chiếc váy Maxi thì đều có chiều rất dài chi là đẹp luôn, dài hơn sạch sẽ ngăn nắp này, độ vô lăng ba chấu này thì đã xe là độ thêm nút đầy đủ start tốt này, màn hình Anoy là cực kỳ to và sạch sẽ này, một số sàn này bẻ tì tay này rất là tuyệt vời. Và gia chủ đã chiều cao cơ thể của mình mua thêm trần 5D rồi, lên Bắc nào và mua về chỉ được sử dụng thôi, chỉ là mát vào mùa hè các bác nhé, và rất là đẹp các bác ạ. Không giá như ban đầu nữa, nhưng cũng có những loại váy Maxi mà chúng ta có thể thoải mái thì rửa cái này là phụ thuộc vào cái. Em đang cùng các bác đi tham quan không gian nội thất hàng ghế sau này, các bác nhìn đây, hàng ghế da xịn màu kem, nội thất màu kem rất sạch sẽ này và ngăn nắp luôn. Và phía trên này thì các bác có một khoảng không gian để các bác để đồ phía sau, rất tiện ích cho những người ngồi sau. Nếu mà các bác ngồi hai người thì các bác có thể hạ hàng ghế tỉ tay này xuống cho em và rất thoải mái để khi ngồi này. Không thể nước mưa là thứ rất tuyệt vời này. Và dưới này là có thảm nhựa rồi, rất tuyệt vời các bác nhé. Thì bản thân bất cứ một người phụ nữ nào, bất cứ một người con gái nào cũng sẽ thấy bản thân mình lưỡng tính hơn. Bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua khoang động cơ của xe Vios E 2017 với máy 1.5 số sàn, đi thì khá tiết kiệm nguyên liệu các bạn. Trước tiên thì em sẽ cùng các bác đi những con ốc này, con ốc còn zin này cùng với cả những đường keo chỉ chạy vòng quanh lắp cabo là zin nhá, zin hết các bác ạ. Nên các bác yên tâm là mua xe bên em là mọi thứ đều là zin, từ những con ốc cũng như là mọi thứ trang thiết bị của xe đều là zin theo nhà sản xuất. Đây, con ốc tai tét zin hết các bác này. Đây, em sẽ cùng các bác nhìn này, những con ốc chân máy này. Chân máy này, và đây là những con ốc lắp dàn cò này các bác nhờ. Muộn ruồi này, của máy này, là còn zin theo nhà sản xuất các bác nhá. Không gian mọi thứ là khoang máy là đồng đều theo thời gian và zin các bác ạ. Đây các bác nhìn nhau, tem tét còn zin hết. Đây các bác mua xe thì chỉ việc sử dụng thôi. Yên tâm về hồ sơ pháp lý cũng hoặc như là chất lượng xe các bác ạ. Bên em sẵn sàng đi test xe ở hãng cho các bác để các bác yên tâm nhé. Cuối buổi video thì em xin được phép chúc sức khỏe các bác. Mong rằng các bác hãy giúp like kênh xe ô tô cũ ra tốt của chúng em để theo dõi những chiếc xe mới về bên em, cũng như là chất lượng xe và giá cả xe. Và những bác nào có nguyện vọng cần tư vấn hỏi đáp về hồ sơ giấy tờ pháp lý thì bên em cũng sẵn sàng tư vấn nhiệt tình cho các bác nhé. Nên các bác yên tâm, cứ hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0564039999. Em Hưng, xe ô tô cũ giá tốt sẽ giải đáp mọi thắc mắc cũng như nhu cầu sang tên đổi chủ các bác nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.